Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm qua ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, tượng đài thanh niên xung phong, khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã. Tham gia đoàn có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa đã dâng hoa, dâng hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ vị lãnh đạo thiên tài của Đảng, của dân tộc ta, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước giành được nhiều thắng lợi vĩ đại, giải phóng dân tộc, đem lại nền độc lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến và hy sinh cao cả của những người con ưu tú của quê hương vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sớm trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Tỉnh kiều mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, cùng với cả nước ra sức giữ gìn và vun đắp nền độc lập dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một phồn vinh, hạnh phúc và hùng cường. Hôm qua ngày 31 tháng 8, Hội đồng Thẩm định Nông thôn mới Trung ương đã họp xét đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang dự cuộc họp. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực của thị xã Bỉm Sơn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các thành viên hội đồng cũng lưu ý một số nội dung liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí môi trường, quan tâm rà soát công tác quy hoạch đô thị, chú trọng phát triển không gian xanh. Theo hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định, trước năm 2019, thị xã Bỉm Sơn có 6 phường, 2 xã. Đến năm 2019, xã Hà Lan được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, sau đó sáp nhập với phường Đông Sơn. Hiện nay, cả 6 phường đều đạt tiêu chí đô thị văn minh. Xã Quang Trung được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Như vậy, đối chiếu với bộ tiêu chí, thị xã Bỉm Sơn đủ điều kiện đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định, trong thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, thị xã Bỉm Sơn đã tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ đi đôi với phát triển nông nghiệp, chỉ đạo phát triển hài hòa giữa đô thị và vùng nông thôn, kết hợp xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa. Đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, Bỉm Sơn vẫn chưa khai thác hết mọi nguồn lực cũng như tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội nhanh, mạnh hơn và xây dựng nông thôn mới bền vững hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thị xã Bỉm Sơn phát huy tiềm năng thế mạnh, huy động nguồn lực, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí để thị xã phát triển nhanh và bền vững hơn. Căn cứ kết quả thẩm định, các thành viên Hội đồng Thẩm định nhất trí trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xu hướng thị trường liên tục thay đổi ngày càng nhanh chóng. Điều này đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp về cập nhật kiến thức, xu hướng mới, sáng tạo và làm mới các sản phẩm, dịch vụ để bắt kịp sự thay đổi của thị trường và người tiêu dùng.
từ doanh nghiệp chỉ sản xuất và kinh doanh thiết bị trường học để mở rộng sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường. Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức đã kết hợp cả sản xuất thiết bị trường học và sản xuất nội thất văn phòng, nội thất nhà ở. Sản xuất nội thất là lĩnh vực cạnh tranh cao, liên tục thay đổi theo yêu cầu của người sử dụng. Các giải pháp trong thiết kế cũng như thi công lắp đặt nội thất liên tục thay đổi, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tăng tiện ích mà vẫn tối ưu hóa chi phí. Vì vậy, việc đào tạo, cập nhật kiến thức luôn được người đứng đầu công ty quan tâm. Doanh nghiệp phát triển trong cái thời đại ngày nay thì cái việc mà liên tục học hỏi là cái việc là rất là cần thiết. Bản thân lãnh đạo doanh nghiệp cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên cũng là phải thường xuyên cập nhật những cái mới và những cái công nghệ mới và đưa những cái kiến thức đó để ứng dụng vào cái công việc của mình. Thì lúc ấy mình mới trở nên không lạc hậu và mới có những cái sáng tạo mới đưa ra những cái sản phẩm phù hợp nhất ra thị trường. Ngoài trực tiếp tham gia các lớp đào tạo nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, rất nhiều các chủ doanh nghiệp đã mời các giảng viên là các chuyên gia, những người có chuyên môn và kỹ năng về đào tạo cho cán bộ và người lao động trong doanh nghiệp. Các kiến thức sát thực tế với ngành nghề mà họ đang làm việc đã mang lại ý nghĩa thiết thực và tạo sự hứng thú đối với người học. Với doanh nghiệp chúng tôi thì hàng năm vẫn đều là có các cái kế hoạch đào tạo. Đào tạo kể cả cho người lao động, cho chuyên viên, rồi là đến trưởng bộ các phòng ban, kể cả ngay ban lãnh đạo. Đấy cho nên là cái việc đào tạo đối với doanh nghiệp là nhằm nâng cao được cái trình độ kiến thức cũng như kỹ năng cho người lao động, cho cán bộ công nhân viên chúng tôi. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, hàng năm từ nguồn kinh phí của tỉnh, của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và của các doanh nghiệp, VCCI chi nhánh Thanh Hóa tổ chức khoảng 120 lớp đào tạo cho doanh nghiệp. Các lớp đào tạo theo hướng củng cố nền tảng, bổ sung, cập nhật các kiến thức, xu hướng mới, không chỉ giúp doanh nghiệp mở mang kiến thức mà còn giải quyết được các vướng mắc trong thực tiễn hoạt động. Chúng tôi thấy rằng là những cái doanh nghiệp mà có quan tâm tới cái việc đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ quản lý và người lao động thì là những cái doanh nghiệp mà có cái sự phát triển ổn định và bền vững nhất. Không thầy đố mày làm nên hay học học nữa học mãi là những triết lý luôn đúng với con người trong mọi hoàn cảnh. Bởi lao động dựa trên nền tảng tri thức cũng sẽ kích thích sức sáng tạo, giúp mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp có thể linh hoạt thích ứng với mọi hoàn cảnh để đạt tới thành công. Tỉnh Thanh Hóa có 52 phường xã vùng ven biển thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng các trường học tại các xã đảo và xã ven biển đã sẵn sàng cho năm học mới. Năm học 2023-2024, xã đảo Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc có 3.600 học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở. Đặc thù của xã đảo là đông dân cư, đất sản xuất ít, đời sống người dân khó khăn, phụ thuộc phần lớn vào nghề đi biển. Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm cao. Do vậy, các nhà trường đã hết sức nỗ lực để duy trì số học sinh đi học trước ngày khai giảng. Giáo viên trên lớp đang thiếu, và thứ hai, cơ sở vật chất nhà trường đang thiếu phòng học. Cho nên là cái độ tuổi mẫu giáo thì chúng tôi đảm bảo lớp, nhưng mà cái độ tuổi nhà trẻ thì là chúng tôi đang thiếu phòng học. Cho nên là chỉ huy động được 30 cháu trên 2 nhóm lớp. Theo quy định thì chúng tôi phải là đông học sinh về 4 nhóm lớp cơ. Tuy là đã đảm bảo về các phòng học, thế nhưng mà đang còn thiếu về các phòng chức năng, các phòng thực hành và đặc biệt là thư viện chưa đạt chuẩn. Thứ hai là sĩ số của trường là di biến động rất là lớn, thì nhà trường sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền vận động để học sinh về tựu trường đúng ngày khai giảng năm học mới. Theo quy định, ở bậc tiểu học, khi giảng dạy 2 buổi một ngày cần bố trí 1,5 giáo viên cho một lớp. Ở bậc mầm non cần bố trí tối đa 2,5 giáo viên cho mỗi nhóm trẻ, tối đa 2,2 giáo viên mỗi một lớp mẫu giáo. Tuy nhiên, quy định này khó thực hiện đối với các trường tại các xã ven biển. Bên cạnh đó, trường học tại khu vực này còn rất khó khăn về cơ sở vật chất như thiếu phòng học và các phòng chức năng. Đội ngũ giáo viên của nhà trường, cả giáo viên văn hóa và giáo viên các bộ môn, thì thiếu với cái số lượng đó là 13,9 giáo viên của tổng số toàn trường. Mặc dù là như thế nhưng mà đối với nhà trường thì cũng đã hợp đồng được với lại tất cả giáo viên, đặc biệt là giáo viên văn hóa đấy, cũng đã tương đối là đến thời điểm này cũng đã đầy đủ cơ sở vật chất. Khó khăn hiện tại là chúng tôi cũng đang lấy các cái phòng chức năng ra để làm phòng học.
Năm nay số lượng học sinh là tăng hơn năm học trước mà số cán bộ, số giáo viên là thiếu nhiều như vậy. Thì nhà trường cũng đã đưa ra cái phương án, tức là ưu tiên cho học sinh cái khối nhà trẻ là ưu tiên. Định biên mỗi lớp là 2 cô và lớp mẫu giáo bé cũng là ưu tiên là mỗi lớp là 2 cô. Vượt qua những khó khăn đã tồn tại nhiều năm, với sự nỗ lực từ chính quyền địa phương và người dân, các trường học vùng biển đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Là vùng đất có truyền thống hiếu học, mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, cơ sở đào tạo nghề trong cả nước. Vậy nhưng, vì gánh nặng chi phí học tập nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con theo học. Trong bối cảnh đó, việc triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, theo đuổi ước mơ học tập. Nhờ có chương trình tín dụng cho học sinh sinh viên, hai năm qua, gia đình chị Hoàng Thị Thao ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa có thể yên tâm nuôi con theo học đại học. Chị Thao cho biết bản thân không có công việc ổn định, nên khi nghe tin con gái đậu đại học, chị vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì con có cơ hội học lên cao, nhưng lại lo vì không biết lấy tiền đâu đóng học phí cho con. Biết đến chương trình cho vay học sinh, sinh viên, gia đình chị đã được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn nhanh chóng, thuận lợi. Nếu mà không có nguồn vốn này thì cũng chưa chắc gia đình tôi cũng như những gia đình khó khăn đã cho con em được tới trường. Tăng động viên cho cháu theo đuổi ước mơ của mình để cháu ra trường để có nguồn vốn để hoàn lại và những để bên trả lại bên chính sách ạ. Chương trình tín dụng cho vay học sinh sinh viên được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai dành cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Đặc biệt, thời gian trả nợ dài kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn mới phải trả nợ gốc và tiền lãi vay lần đầu tiên, giúp các em yên tâm học tập. Đến nay, dư nợ chương trình cho vay học sinh sinh viên tại Thanh Hóa đạt hơn 253 tỷ đồng với hơn 6.300 lượt khách hàng vay vốn. Triển khai cho cái năm học 2023-2024 thì đối với phòng giao dịch Thọ Xuân cũng đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân huyện để rà soát các cái đối tượng học sinh sinh viên, các cháu đậu đại học và đậu tổng hợp có nhu cầu vay vốn thì khoảng 1.900 học sinh sinh viên. Đầu tháng 9 này thì chúng tôi tiếp tục giải ngân cho cái số học sinh sinh viên đăng ký nhu cầu này được tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của nhà nước. Với mục tiêu không để học sinh sinh viên phải bỏ học do khó khăn về tài chính, các cán bộ Ngân hàng Chính sách chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để mạnh tuyên truyền chương trình cho vay học sinh sinh viên đến với người dân. Nguồn vốn tuy nhỏ nhưng ý nghĩa nhân văn mang lại rất lớn, không chỉ chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập mà còn giúp các em học sinh sinh viên vươn bước theo đuổi ước mơ và tạo dựng tương lai sau này. Từ tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất. Việc thực hiện các tiêu chí nổi trội đã tạo động lực mới trong phong trào thi đua, chung tay xây dựng nông thôn ở các địa phương và mang lại những kết quả tích cực. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn đã chọn chuyển đổi số để xây dựng tiêu chí nổi trội. Xã đã huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin, trang thiết bị máy tính để nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường mạng. Sử dụng hệ thống truyền thanh thông minh, lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các tuyến đường chính, khu dân cư, những nơi công cộng nhằm quản lý tốt vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử. Thấy được những lợi ích thiết thực từ chuyển đổi số, nhân dân các thôn đã hưởng ứng rất tích cực. Tại thôn 8, xã Vân Sơn, đến nay đã có khoảng 65% hộ gia đình thanh toán tiền điện sáng, điện thoại bằng hình thức trực tuyến. Để căn cứ vô chủ trương nghị quyết thì về thôn, về họp chi bộ, rồi đến các đoàn thể và bà con nhân dân là đưa cái ứng dụng phần mềm thanh toán các cái khoản tiền qua cái tài khoản app tới đây hết năm 2023 và quý 2 năm 2024 là phấn đấu đến đạt đến 95-97%. Bây giờ là sở dĩ là tất cả các hệ thống chính trị và đang vào cuộc, mà đặc biệt là thôn cũng đã có cái nhóm cán bộ và nhân dân thôn 8 để trao đổi thường xuyên và đặc biệt là triển khai các cái chủ trương nghị quyết trong cái nhóm Zalo luôn để bà con nắm bắt thông tin.
Trong quá trình chuyển đổi số thì bước đầu cũng có những cái khó khăn, bởi vì đây là một cái lĩnh vực mà rất mới với bà con nhân dân, kể cả với cán bộ cũng đang còn mới. Do đó cho nên là chúng tôi cũng phải nghiên cứu học tập các nơi, rồi qua nghiên cứu tìm hiểu các cái quy định thì chúng tôi tổ chức triển khai. Thì đến nay thì cơ bản là nhận thức của cán bộ và nhân dân đã có nhiều cái thay đổi. Trong khi đó, xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhân dân về chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đồng thời để phát huy hiệu quả nguồn nhân lực y tế đảm bảo về số lượng, chất lượng, xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa đã chọn lĩnh vực y tế để xây dựng thành tiêu chí nổi trội. Sau khi được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy xét nghiệm, trạm y tế xã đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân. Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, động viên tinh thần anh em trong công tác xây dựng trạm thì là anh em luôn đoàn kết phấn đấu để với cái mục tiêu là chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhân dân đã tin tưởng và đến trạm y tế khám chữa bệnh với cái số lượng là ngày càng tăng. Căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, tùy điều kiện thực tế, các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã lựa chọn một lĩnh vực tiêu biểu nhất trong số các lĩnh vực giao thông, chuyển đổi số, văn hóa du lịch, y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, an ninh trật tự để xây dựng tiêu chí nổi trội nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương. Việc lựa chọn lĩnh vực được tiến hành công khai, dân chủ đều xuất phát từ nhu cầu của nhân dân. Vì lợi ích của nhân dân nên đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo nên không khí thi đua sôi nổi giữa các thôn trong từng xã và giữa các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Để cái tạo không khí thi đua trong nhân dân và đặc biệt là ban cán sự thôn và những người có tiếng nói trong nhân dân, kêu gọi cái sự ủng hộ của nhân dân, trong đó kể cả con em xa quê, thì địa phương chọn việc, chọn thời điểm thì nhân dân thấy rằng là cái sự đoàn kết khích lệ của cái địa phương và có thôn này làm tốt thì nhân dân thôn kia sẽ làm tốt hơn. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thanh Hóa có thêm 5 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh lên 14 xã. Tiêu chí nổi trội đã tạo sự khác biệt cho từng địa phương, góp phần mang lại vẻ đẹp, giá trị riêng cho những vùng quê nông thôn đáng sống, đồng thời tạo động lực mới, sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa cho phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Là lực lượng đông đảo trong xã hội, sự tham gia của phụ nữ góp phần tạo nên những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Với phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, các hội phụ nữ huyện Như Xuân đã và đang góp phần không nhỏ đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới của địa phương. Để vận động thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, hàng năm các cấp hội phụ nữ huyện Như Xuân đã đăng ký với cấp ủy chính quyền xã thị trấn các hoạt động phần việc cụ thể. Phụ nữ huyện Như Xuân đã tuyên truyền xây dựng các mô hình điểm, thu hút cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp với các mô hình nhà sạch vườn đẹp, hàng rào xanh, đường hoa, cây xanh thay thế cỏ dại ven đường, không chỉ làm cho môi trường sống thêm khởi sắc mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Từ khi phát động làm sạch môi trường thì tôi thấy là chị em rất là tham gia rất tích cực, mỗi người đều có một cái tinh thần tự giác. Bình thường thì vẫn chị em tức là vẫn kêu gọi nhau, tức là ngõ liền ngõ và đường liền đường, thì chúng ta cũng mỗi người một ý thức để luôn luôn nhổ cỏ với là dọn quét dọn sạch sẽ để cho môi trường sạch sẽ, thì để bảo đảm cho cái sức khỏe của con người. Hàng năm chúng tôi đã rà soát và đăng ký cái công trình phần việc với cấp ủy chính quyền. Thì đối với cái tình hình thực tế tại địa phương thì chúng tôi đã chọn phần việc là trồng bờ rào xanh và đường hoa và công tác vệ sinh môi trường. Đó là những cái phần việc mà chúng tôi thấy phù hợp và thiết thực đối với cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn xã. Và để thực hiện được cái hiệu quả, cái hoạt động này thì chúng tôi đã chọn các tuyến đường để xây dựng các mô hình điểm tại các chi hội và để từ đó để nhân rộng ra toàn xã. Đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Như Xuân đã phát động trồng được gần 60 km đường hoa cây xanh, hàng rào xanh, 127 chi hội phụ nữ đều tự ươm cây giống để nhân rộng mô hình, vận động nhân dân xây dựng trên 100 hộ nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu, đặt được trên 1.000 thùng nhựa phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân cũng chú trọng vận động hỗ trợ hội viên nỗ lực vượt khó, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
hội phụ nữ đã tiến chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn ưu đãi, khuyến khích các chi hội tiết kiệm để giúp hội viên vay phát triển kinh tế, hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ. Chúng tôi cũng thấy được rằng là được cái sự đồng tình ủng hộ và cái sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em hội viên phụ nữ cũng như là bà con nhân dân. Từ đó thì góp phần vào cái kết quả chung của huyện trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Thì trong cái thời gian tới thì để đạt được những cái kết quả hơn nữa thì hội phụ nữ huyện thì sẽ cùng với cấp ủy chính quyền của huyện, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những cái việc làm rất là thiết thực. Chúng tôi cũng sẽ lựa chọn những cái kết quả và những cái mô hình điểm trong cái thời gian vừa qua đạt được để chúng tôi nhân ra diện rộng. Những kết quả đạt được trong việc tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng là tiền đề quan trọng để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Như Xuân tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần chung sức xây dựng huyện miền núi Như Xuân ngày một phát triển. Mùa hè năm nay, Thanh Hóa ghi nhận sự nở rộ của loại hình du lịch sinh thái gắn với suối thác. Tuy nhiên, đi liền với sự phát triển, yêu cầu về quản lý các điểm du lịch suối thác tự phát cũng là vấn đề cần được các địa phương đặc biệt quan tâm. Homestay Suối Đang ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh được du khách biết đến nhiều bắt đầu từ năm 2023. Việc tận dụng các dòng suối thác tự nhiên để phát triển du lịch còn rất mới mẻ, song bước đầu đã thu hút được nhiều du khách, đồng thời làm thay đổi nhận thức người dân bản địa về cách thức làm du lịch. Đây là lần đầu tiên mình tổ chức cho các bạn đến Homestay Suối Đang. Thì cảm nhận của mình là cái môi trường này rất chi là tốt. Thứ nhất là sự chuẩn bị đón tiếp rất nồng hậu. Hai là khung cảnh hài hòa, đẹp và rất gần gũi với thiên nhiên. Chúng tôi cũng mong muốn làm sao là để cho phát triển được cái ngành du lịch. Thì thứ nhất là gia đình tôi và thứ hai nữa là dân ở đây thì cũng có nguồn thu được. Ví dụ trồng cái rau, nuôi con gà, con vịt thì cũng ví bán được. Còn tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, nhiều hộ dân địa phương cũng tận dụng dòng sông ngang chảy qua địa bàn để phát triển du lịch sinh thái gắn với suối. Loại hình du lịch này đã có cách đây vài năm, song đến nay các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi mới phát triển mạnh. Phải nói một từ là hòa nhập nhưng mà không hòa tan, có nghĩa là mình vẫn bắt kịp xu thế của thời đại, có nghĩa là vẫn có những cái dịch vụ mà gọi là có sao so với những cái khu phát triển trước đây, còn ngược lại bà con vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc, có nghĩa là vẫn là một người dân tộc thì ở đây vẫn có các phong tục tập quán này, rồi các món ăn, rồi kể cả các làn điệu dân ca các thứ ở đây người ta vẫn còn gìn giữ được cái nét dân tộc đó. Với địa hình đa dạng, nhiều sông suối thác, các huyện miền núi Thanh Hóa có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch mới này. Tuy nhiên, cũng bởi vì mới nên các điểm du lịch vẫn thiên về tự phát, nhỏ lẻ, thiếu bài bản. Các vấn đề về an toàn và môi trường cũng còn những hạn chế nhất định. Để định hướng phát triển du lịch suối thác, nhiều địa phương đã rà soát quy hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các quy định cần thiết trong kinh doanh dịch vụ du lịch. Chúng tôi có tham mưu là đưa các cái quy hoạch về phát triển du lịch, trong đấy có các cái khu vực sông suối trên địa bàn. Bên cạnh đấy thì phòng cũng tham mưu cho huyện ban hành các cái văn bản hướng dẫn đến các xã thị trấn về quản lý phát triển du lịch trên địa bàn, trong đấy về các cái lòng sông suối để nó đảm bảo về cái sự an toàn cũng như là các tiềm năng phát triển du lịch để nó không phá vỡ cảnh quan. Việc phát triển du lịch sinh thái gắn với suối thác là hướng đi cần được khuyến khích nhằm tận dụng tiềm năng thế mạnh vùng miền trong phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, tỉnh cũng như các địa phương cần rà soát, có quy hoạch và kế hoạch phát triển loại hình du lịch này, tránh sự phát triển tự phát, nhỏ lẻ, thiếu bền vững. Khu danh thắng Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc được ví như Tràng An thu nhỏ của Thanh Hóa bởi non nước giao hòa. Điều đặc biệt hơn nữa là ở đây còn đang bảo tồn được loài khỉ lông vàng với số lượng lớn. Bà Hà Thị Nhàn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Hàng ngày ngoài công việc ở chùa Linh Ứng nằm trong khu danh thắng Kim Sơn, bà còn cùng sư thầy chuẩn bị đồ ăn cho đàn khỉ trong núi. Sớm đến là tầm 7 giờ 7 rưỡi là bà cho một giỗ ngô hoặc chậu ngô gì đó. Rồi vải ra cái sân đây rồi là khỉ xuống ăn. Đàn khỉ đàn chim ăn xuống ăn đồng vui lắm. Theo bà Nhàn và nhiều người dân địa phương,
Trước đây, khu vực núi đá này có rất nhiều khỉ sinh sống. Song do tình trạng khai thác đá và săn bắt động vật hoang dã, nên đã có lúc số lượng khỉ giảm sút. Sau khi khu danh thắng Kim Sơn được thành lập, việc bảo tồn cảnh quan, môi trường được đặt lên hàng đầu, nên số lượng khỉ tăng lên. Đàn khỉ cũng thân thiện với con người hơn. Có những hôm, số lượng khỉ rủ nhau về chùa Linh Ứng lên tới hơn 100 con. Lá rừng thỉnh tử đi kiếm lá, còn mình bố thí chỗ ăn chỗ nua để chúng bảo tồn lại cái đàn khỉ á, chỗ đều đều á, thì làm phải cho ăn ngô đến cũng chát hơn à, lúa đến cũng ít chát hơn ngô. Vâng, cho nên là thầy cứ phải chuẩn bị mua ngô đi cho ăn hàng tạ, hàng vài tạ cho ăn dần, cứ mấy ngày ngày nào cũng có, không có là cũng không được, với hắn thì hắn ăn quên rồi. Hiện nay du khách đi thuyền dọc suối Ấu quanh khu danh thắng Kim Sơn vẫn có thể nhìn thấy đàn khỉ leo trèo ở các dãy núi đá của khu danh thắng. Do được bảo vệ nên hiện nay số lượng khỉ lông vàng tại khu danh thắng Kim Sơn, huyện Vĩnh Lộc có khoảng 200 con. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn động vật hoang dã được cả người dân và chính quyền địa phương xác định là cách làm du lịch bền vững. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải của người dân dự kiến sẽ tăng cao so với ngày thường. Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các phương án phục vụ và đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Để phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngoài số lượng xe hiện có, công ty cổ phần taxi Bắc Trung Nam đã tăng cường thêm 10% số xe dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Đồng thời, công ty đã quán triệt đến toàn bộ lái xe chấp hành nghiêm các nội quy quy định trong hoạt động kinh doanh cũng như việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi lưu thông trên đường. Bố trí thêm nhân viên trực tổng đài và chăm sóc khách hàng để tiếp nhận các cuộc gọi đặt xe và phản ánh của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, công ty sẽ tăng cường quản lý toàn bộ hoạt động của đội ngũ lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình. Để chuẩn bị tốt cho người dân đi lại trong dịp mùng 2 tháng 9 này thì tất cả các phương tiện chúng tôi đều cho kiểm tra mức độ an toàn của phương tiện. Thứ hai, tuyên truyền tới tất cả đội ngũ lái xe trong kinh doanh phải đảm bảo an toàn giao thông, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông và có những thái độ phục vụ khách hàng được chu đáo, ân cần, văn minh và lịch sự. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ lễ, dự kiến lượng khách sử dụng dịch vụ taxi trên địa bàn tỉnh tăng cao. Vì vậy, taxi Mai Linh Thanh Hóa đã chủ động lên phương án phục vụ hành khách. Dịp mùng 2 tháng 9 này, doanh nghiệp sẽ bổ sung thêm 50 đầu xe, với mục tiêu phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh việc tăng đầu xe, thì công tác tập huấn, tuyên truyền cho lái xe, chấp hành quy định khi tham gia giao thông luôn được đơn vị chú trọng và quan tâm. Đặc biệt là nghiêm cấm và xử phạt nghiêm lái xe sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện chở khách trên đường. Trước khi mà phục vụ khách hàng thì Mai Linh Hóa cũng đã tổ chức cái hội nghị đối với anh em lái xe để quán triệt cho anh em về cái việc chấp hành tốt cái quy định của nhà nước về cái luật an toàn giao thông. Và đặc biệt là không cấm uống rượu bia khi mà tham gia giao thông, thì cái đó là cái là đối với Mai Linh thì thực hiện nghiêm cái việc thực hiện cái nghị định 100 của chính phủ về cái việc không uống rượu bia và đặc biệt là cái chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất. Đến thời điểm này, các hãng taxi đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người dân. Trong những ngày nghỉ lễ, áp lực lên vận tải hành khách sẽ rất lớn bởi lượng người đi lại rất đông. Vì vậy, sự chuẩn bị chu đáo của các doanh nghiệp taxi sẽ giúp cho việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.